Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân tộc Tây Bắc của mình. Hôm nay mình đến chỗ nhà anh trai họ của mình mọi người ạ. Nhà anh Hoan nhé mọi người nhé. Anh Hoan là con bác, còn mình là con em. Đấy, con chú. Hôm nay anh ấy làm một bữa cơm mừng tuổi cho con trai anh ấy, tức là sinh nhật, tổ chức sinh nhật đấy mọi người. Hôm nay anh bảo có món gà lam móng tre nhé mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về món gà lam móng tre và một số món ăn trên Tây Bắc của mình. Mời các bạn theo dõi video của mình nhé. Đây, anh đang chuẩn bị tấp nập ở trong này mọi người. Đây là khu nuôi gà nuôi vịt của nhà anh ấy này mọi người này. Năm nay anh lại thu được nhiều ngô mọi người ạ. Ở trên mình thì phần la là trồng cà phê, nhưng mà anh ấy năm nay không biết là gieo ngô đâu được nhiều thế. Mình cũng không biết luôn đấy. Đấy, trong phòng khách của anh ấy này. Dạ, đội này đang tụ tập đánh game à. Nhà anh ấy thì hai vợ chồng, hai con. Một vợ chồng, hai con. Đấy, hai phòng ngủ đấy. Đây, chủ nhân bữa tiệc hôm nay nha mọi người nhá, Khải. Hôm nay là sinh nhật của ai nhỉ? Hả? Sinh nhật của con á? Thế không phải sinh nhật của Mong à? À. Đằng sau này khu bếp của nhà anh ấy. Đây, bếp anh ấy này mọi người này. Nói chung hai vợ chồng ở thế này thì rất là rộng rãi rồi. À, thịt heo này chế món gì đấy anh Dung? Nướng, xiên nướng. Xiên nướng à? À, nhà anh có con cún đẹp này mọi người này. Đây, kêu kêu, kêu kêu. Mày cho đùa được không? Nào, ra đây nào, ra đây, ra đây. Ra đây nào, ra đây nào, bắt tay gái nào, ra đây, bắt tay. Con này nó không được tắm một năm rồi. À. Quần này, ồ, quần này muốn thay được. Đây chị Long nhá, vợ anh Hoan mọi người ạ. Vừa đi chợ về. Ngày khai đóng bóc tỏi để làm một số món. Đây, hôm nay chế hai con gà này làm móng tre hả anh Hoan? À. Đây. Phải rửa trước kìa. Móng tre thì phải rửa đi chứ. Đây, hôm nay là anh em sẽ được thưởng thức món thịt gà làm móng tre nha mọi người nhá. À, hẳn 3 ống à? 4 ống đấy. 4 ống à? À. Nhưng mà có đủ thịt gà không đây? Chắc thừa ống rồi, em nghĩ là nó sẽ thừa ống đấy. Chắc thừa 1 ống à? Ừ, khả năng đấy. Ừ. Đây, chị Long với anh Hoan là vợ chồng. Ừ. Cái này là ống của cây này là ống cây này là cây tre gai ở trên mình nhé mọi người nhé. Cây này nếu mà còn non ấy thì bà con ở trên mình hay làm chọn những cây nhỏ nhỏ của nó để làm khâm lam đấy. Người bán mét cỡ lòng à, ở trong nó màu vàng như kiểu hay là lạ khay nhìn thấy bây giờ chưa? Chưa nhìn thấy. Giống củ mai nhỉ? Ờ, giống củ bài. Khoai. À, củ sâm đất mọi người ạ. 40.000 một cân à chị? À. Một thân tiểu giảm cân. Một thân. Ăn cho củi vào bếp nào. Cubin cho củi vào đi. Cubin ơi. Nồi thì đấy. Lấy cho củi vào, đúng rồi đấy. Đấy, cái gì kêu đấy? Tổng tay à? Hòm hòm đấy. Hòm hồ á? Hòm gì cả? Hòm búa sẽ khoai hoàn. Ừ. Hồng búa đâu quá, mấy hồng búa này. Ý chứ sợ khoai hoàn quá. Muốn đi phải kỳ dịch thang không? Phải. Cho ăn là không nhờ cho nên.
thịt lợn băm nướng anh em ạ. Nhìn có vẻ hấp dẫn đấy anh Dũng ơi. Món này có không cho mắc khén đâu nhỉ anh Dũng nhỉ, cho không? Tí vẫn cho. Tí vẫn cho à? À, cho một ít. À, cho một ít cho có mùi thơm đúng không? Lần cuối cùng sẽ đầy ba ống luôn. Ôi chạy mất rồi, phải đi rửa rồi. Chết rồi vẫn chạy à? Chết rồi vẫn chạy được. Phải đi rửa rồi. Một miếng này đi đâu. Để mắc khén thấy mày cái nào mà. Anh Dũng lo con sỏi. Đây, thịt gà đã chặt xong nha anh em nhá. Hôm nay gà rất là béo ngon. Đây là gà nhà anh ấy nuôi nhưng mà mang cho mấy chị em ngồi chợ kia phạt lông xong. Đây, thịt lợn xiên nướng nha anh em nhá. Có đủ gia vị rồi anh nhờ. Rồi, ở trong này có hành này, ớt này, mắc khén, tỏi đúng không? Có tỏi không? Tỏi chưa cho. Tỏi không cho đâu, cho hành với thịt lợn nhờ. Chế đậm gừng xoài nó ngoài lá này này gia vị để làm món gà lam móng tre nhé mọi người nhé, gồm có củ sả này anh Hoan đang chuẩn bị thái này mọi người đây, xong là gừng non với cả tỏi, muối với mì chính, ớt quả ở trên kia mọi người, ớt quả cho mắc khén một tím, à vẫn có cho tiêu rừng đúng không, mắc khén gà lam. Nó đặc biệt hơn là mình sẽ nấu vào trong cái mấy ống tre này mọi người. Đấy. Còn những gia vị thì nó cũng là gia vị truyền thống thôi nhưng mà nó sẽ đặc biệt hơn là mình nấu mình nấu vào trong cái ống tre này. Không gà mọ thì phải có bột gạo ngâm nữa. Nhưng mà cái này thì mình lại không cho bột gạo. Đúng rồi, món này không cho bột gạo. Chắc là xương rồi ba. Ừ. Đập từng cái bay đấy. Không biết không có trơn nó biết chạy đấy. Ớt. Chạy cái máy thôi đúng không? Đây anh Hoan vừa cho bột ngọt vào rồi, giờ cho muối nha mọi người nhá. Đấy. Ở trên mình thì nấu món ăn thì thường dùng mì chính với muối là nhiều. Rồi, bây giờ là rửa ống này đi. Rửa ống tre đúng không? Không biết có ăn được không nhỉ? Chắc ăn tạm được anh ạ. Món này ấy. Không phải món chính, chắc ăn tạm được thôi. Ừ, chắc ăn tạm được. Hấp dẫn phết đấy nhỉ. Nhìn rất là ngon mọi người. Anh em hãy chiêu nhau kiểu đấy thôi. Ăn đây mà. Ừ, ăn đây mà. Ờ, biết sớm ra. Chắc rửa qua ống tre nhé mọi người nhá. Lau là lau nhưng mà có một đoạn có đuôi trên này. Đấy. Thái thảo không có đoạn này đúng không? Đúng rồi. Con như cái này. Đấy. Hôm nào xào dưa ăn. Nó ngon quá. Cà rô mọi người. Đi làm món nướng kinh tục. Đây, Khay vừa đi lấy lá cây rừng nhá mọi người nhá. Để về vịt ống tre với cả gói thịt băm nướng. Hôm nay chế rất là nhiều món luôn. Thịt gà lam ống tre, thịt xiên nướng, thịt băm nướng, cá nướng. Nhiều món nướng nhỉ anh Hoan nhiều hôm nay nhỉ? Hổ đốn là lòng luộc thôi. À. Lòng luộc rồi rồi luộc thôi. Vớt vớt ra lòng rồi. Ăn nhiều lắm đấy, ống này ống to mà. Cái này chắc phải mấy cân quá. Ăn nhiều thịt cá. Khả năng được 2 ống thôi anh nhở. Nó ăn nhiều lắm mà em bảo rồi. Ống thừa thịt thiếu. Khay đang chuẩn bị làm món cá bỉnh tộp nha anh em nhá. Được 2 ống thôi anh nhở. Khả năng thừa một tí. À thừa. Chắc gần được 3 ống. Được 3 ống. 3 ống. Nói cái bảng này quá ế quá.
Bạn đang thấy nội tạng của, đây là con heo, con lợn, nội tạng của lợn. Ra mọi người. Đẹp không Phạm? Được. Không cần đấy nhỉ? Ừ. Tí nướng lên nữa là vàng ưa không nè. Ăn được đấy. Không biết có ăn được không? Vừa khiếp 3 ống nhỉ anh nhỉ? 3 ống đẹp, vừa đẹp đó. Tí cho lá cây sừng đầy vào đây. 3 ống này không biết là con. Cho thêm một ít nước. Bảo nước mà. Thôi, được rồi. Cho nước vào nó mới chín. Không, chỉ cần thế thôi. Tan màn vào đi. Nhiều quá rồi sao anh? Được, được, nó chưa ngấm. Này nó còn không xuống. Bây giờ mình cho chắc hết nhỉ? Chắc đấy. Đây 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 đây. Ôi nhưng mà to quá. Có nó sai được tham lại đó. Không còn gạch bất đấy. Ở bên nhá. Đấy được rồi, đây. Nếu mà đổ thì mất ăn nhá. Đây, 3 ống thịt gà đã cho vào bếp nha mọi người nhá. Thôi để ăn đi, đây có rồi. Xoay hơi bị khó đấy giờ ấy. Cái này không chín đâu. Nó phải đặt nó lên cơ. Thiết kế lại anh em ạ. Hơi bị căng đấy. Hỏng hết da mặt rồi, hôm qua vừa đi spa về. Đây. Cái này thì nó cần máy thì đấy đúng rồi, phải tầm đấy. Đấy. Đúng rồi. Cầm cái nào ở nhà. Cho để hết ở ngoài hồ, ngoài chỗ bà Nguyệt kia. Nó ăn hết, nó xôi mà. Nó sơ lắm, cháy thủng bên dưới không anh anh? Kẻo vứt thuốc. Không vậy đó. Kẻo mà thủng bên dưới thì nó dùng ít mà dùng bé thôi mà. Để cân, cân được. Tiếp chắc ở đây, tiếp to đi. Thì tác chuẩn đi. Ăn khó ăn sa tinh chứ ăn cái này nữa. Đấy. Ăn được giảm bánh bảy cũng mua ban thì chứ nọ ăn nọ. Đỡ mày kỳ nọ mày mất hai máu tay. Bảy nọ. Bảy nọ. Bảy nọ. Bảy nọ. Bảy nọ. Bảy nọ. Thì ông tắt bom mà sao hàng có xuống lần nào. Sắp đi sắp của bom cho tất cái về đấy. Mau tao. Lỡ đấy. Ăn hay hay với nè. Thịt gà lam đã chín nha mọi người nhá. Nhưng mà để đây cho nóng, khi nào mình ăn thì mới bỏ ra thôi. Ô cá cháy rồi Bảo Thành ơi. Cá này mình cháy. Đúng không? Ô, oh, sao nó lại kiểu này nhỉ? À, nó lượt xuống kiểu đấy. Thì ra có cái que nào dứ nhỉ? Đây này, tiếng là đấy. Con đấy đáng rong không? Có hết không? Cái trâu gì hết không, Bảo Thành ơi? À, cái chiến thoại. À, Thành ơi. Đây, mang thịt gà ra nha mọi người nhá. Ôi, kéo nắp nó ra trước. Ôi. Thơm không? Thơm mát luôn. À. Ua. Thấy. Hết chưa? Còn trong này một con nữa. Ủa có thật đấy. Còn đấy. Vẫn còn à? Con. À cứ để đấy đi, tí mình thấy đũa khều ra. Bỏ hết ra nhá. Bỏ hết ra luôn đi. Wow, cái này còn nước này để ra. Cứ nó ăn nó chảy biết hả? Nước chảy hết rồi. Cái vừa đấy. Ôi. Thơm thế. Mẹ mấy ông ở thành phố Hồ Chí Minh còn ngửi cũng mùi thơm nhé. Ôi là trong này còn nhiều lắm. Mắn nhà quá co không mớ con đi. Quá thơm luôn anh em ạ. Cái này mà cho lá rong, lá thông trinh ấy cho vào thì thơm lắm. Cà đấy.
Ủa cái này chặt rồi, anh Dũng tìm đôi đũa nào. Cái này nén chặt rồi. Mình sắp cơm nha mọi người nhá. Hôm nay là sẽ sắp bằng mâm đá chuối nha mọi người. Đây, vừa sắp mâm xong nha mọi người nhá. Mọi người thích ăn thử món chẩm chéo của Khai làm nha mọi người nhá. Hôm nay cho mọi người ăn thử. Đây các món đã đến mâm nha anh em nhá. Món thịt gà lam bóng tre này mọi người. Thịt lợn băm nướng này, nem này. Xong là cá nướng nha mọi người. Nộm dưa, canh bí. Đây lòng nha, món lòng này mọi người. Đấy. Toàn món ngon anh em ạ. Đây bát chẩm chéo đây nha mọi người nhá. Đây, tổ chức sinh nhật cho Khải trước nha mọi người nhá. Chú Vinh vừa mới đến mọi người. Bộ trưởng cấp cao thì ngồi mâm kia nha mọi người nhá. Sâm đất đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúc bé Khải là sinh nhật vui vẻ, chăm ngoan học giỏi nha. Rồi chúc mọi người, chúc bé nhá, làm ăn anh em mình anh làm ăn phát đạt nhá. Thôi lên chén thứ hai nhở, anh em lên đi nhở. Rồi mời ra, mời ra. Chúc bé Khải chăm ngoan học giỏi, chúc bố là làm ăn phát đạt, hôm nay cảm ơn ba bay nhiệt tình. Hả, nè ai đấy? Hả, nó ngồi đó rồi. Chèn bé cho mình kiếm được bé, chèn bé cho mình kiếm được bé. Toán đấy nhá. Toán đấy. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em nhá. Cảm ơn cháu nhá. Đây vợ chồng đây nhá. Đâu đây cho ra đây rồi, chập chéo. Rồi, chập chéo của có cả cái lò này. Mời nhá, mời mọi người nhá. Mời đi nhá. Gà lam ông tre chú Vinh ạ. Trên đây thử món gà xong là cái nước chấm món gà mình ăn được hay mình chấm được nhiều. Bác mạnh lên đi. Cảm ơn.
xong bỏ ra như thế này là nó bị nhạt. Ăn đi nhá anh em nhá. Rồi mời anh em nhá. Mình khoái cái món lòng dồi này. Bỏ cái con bỏ nó ăn luôn, cắn ăn luôn. Mời anh em. Coi như ăn với cái này. Nên năng sùng nó hiểu. Bất an này. Hai đồng ý ai thành năng sùng nó là chuyển mâm đấy. Đây món gà lam bóng tre này. Mình hơn người ta cái giàu sang, nhưng anh em mình phải hơn người ta cái đàng hoàng nhé. Vệ sinh sạch sẽ rồi đấy. Chấm dầm chéo mọi người nhá. Anh đồng khó chịu lắm. Ôi, để em rót đi ai. Đấy. Thơm luôn mọi người. Ăn nó giòn. Vô của họ nhớ là cắn mạnh nhất là vô ăn vô các bạn. Cái thứ đã xuống. Cái thứ đã xuống. Cho ăn thử cho món này. Thử rồi, mềm, thơm và ngon lắm anh. Anh vâng. Bây giờ lại thử đến món này nữa này. Cái này gọi là cá rô hồng. Các bạn lấy ra là cá hồng nó đang bảo là cá rô thì cá rô thôi, đừng thêm nước hồng vào đấy. Đừng bảo là cá rô hồng nữa. Cái này là cá rô phi, không phải cá rô hồng. Thử ra món chẩm chéo của Hoàng Khai làm nó như nào. Cá riêu hồng thế nào em? Cá riêu hồng mà. Ngon. Nhưng mà chị Hồng bảo là chỉ là cá thôi. Không có tên đồng hồng vào đâu. Tên hồng vào đâu cũng được. Vâng. Ăn như thế nhỉ? Rồi. Ăn đi nhá. Rồi, mời nhá, mời nhá, mời anh em nhá. Ngon nhỉ? Đó mày chưa dám thưởng thức nhỉ? Đã uống rồi, bắt tiền chưa dám ăn à. Mặt rồi, ăn nhà ngoài. Bác ăn tự nhiên đi nhá, đừng ngại nhá. Mấy nhân ngon thì em chỉ sợ là bác ngại thôi, chứ còn mọi người thì chắc là thôi. Hỏi gấp nữa. Rồi đây là bây giờ bác vàng. Đấy, cái sâm đất à? Sau khi thưởng thức món ngon anh em lại đồng khởi nhá anh em nhá. Facebook chị Hoàng không thì em phát trực tiếp gắn thẻ anh Tiên ra nào. Nhanh lên. Ăn uống như thế nào. Tiếp cái đầu này. Xem cái tài luôn nha. Nhanh lên lên lên. Ăn ngon rồi. Ăn ngon rồi đó mày. Mấy người ta mà lấy cái này không? Nhanh lên. Nhanh lên kìa ơi. Đây cái kìa để xuống kìa. Đi ra rồi anh. Cái tập xéo này là đây là ăn rồi ngồi uống nước nhá. Cái này cho thêm nước canh vào anh Hoa đây. Đấy. Tắm nữa mà là tắm. Tắm đúng rồi. Mình phải cho tắm. Đây là Trung Vinh rồi. Vẫn ngon mà, giờ vẫn ngon. Lúc khai nắm hay ăn. Thịt gà ngon anh Kiên nhỉ? Món nào cũng ngon, nói thật là hôm nay món nào cũng ngon. Đây mọi người. Món này ngon nè. Chúc nghe có thời gian nên để ăn thử xem. Vững hơn. Tự mình làm tự mình khen ngon, có ai khen nhiều người khen nữa. Món này ai chế biến đấy? Món nào? Ngon là đâu? Món gà ấy. Trông thôi. Anh Hoan chế Bảo Thành trăm đứa. Ừ. Nhưng mà căn bản là mình làm cái con gà này phải nhiệt độ, phải biết chủ yếu là người trông cái này nó thật sự là nhiệt độ của nó rất đủ tầm, tức là không mềm quá mà cũng không dai đấy.
ăn rất là ngon luôn. Đúng rồi, giống người có kinh nghiệm làm hết Bảo Thành ạ. Lần này có phải đã làm lần này lần thứ hai rồi. Kinh nghiệm lắm rồi đấy. Kinh nghiệm lắm rồi lần thứ hai rồi. Anh em mình chắc phải khuya mới nghỉ mọi người ạ. Mình chúc phép kết thúc video của mình ở đây các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi ủng hộ kênh của mình. Xin chào mọi người nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.